Nhật Năm. Còn đây là con đường B1 của khu đô thị. Thì do cái công trình cầu vượt Ngọc Hiệp, nút giao thông Ngọc Hội đó nó đang xây dựng, cho nên là đi từ hướng dưới thành phố mà đi lên Diên Khánh là không có đi qua cái đoạn đó được. Công trình đang làm nên là xe phải lưu thông qua mé bên này để mà đi tiếp ra 2310. Còn hướng từ ở trên Diên Khánh mà đi xuống thì vẫn đi được mé bên tay phải. B1 của khu đô thị Vĩnh Bình Trung số 80. Rồi và ra đây là giao lại với đường A1. Rẽ bên tay phải thì đi vào đường A1, hướng đi vô các cái khu chung cư CT7 rồi CT5, CT6 rồi của đường A1 quý vị. Đó, đi nãy giờ quần vô khu đô thị để mà quần ra lại đây con đường 3 tháng 10 đây. Vị trí này rẽ bên tay phải thì quý vị sẽ đi vào con đường cầu dứa Phú Nông này. Thì đây là cầu dứa Phú Nông giao với 3 tháng 10. Ở giờ này buổi chiều em đang đi hướng này là chính diện hướng Tây rồi quý vị. Mùa này mùa đông nên hướng Tây nó hơi mặt trời nó hơi xuyên xuyên qua bên tay trái xíu. Vào mùa hè là mặt trời là nó chính diện với cái con đường này luôn. Và đây là cây cầu dứa. Vị trí đây rẽ bên tay trái thì đi vào xã Vĩnh Thái ngay vị trí ngã ba cây dừa. Đoạn đây thì thuộc xã Vĩnh Hiệp các bạn. Thì đi lên nữa là xã Vĩnh Thạnh rồi lên xã Vĩnh Trung. Vĩnh Trung là hết thành phố Nha Trang. Qua bên kia cầu Ông Bộ là thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh. Và vị trí này rẽ bên tay phải thì đi vào cầu Bè này, thôn Phú Thành 1 của xã Vĩnh Thạnh. Đi vào bên đó thì sẽ đi vào khu di tích của mộ Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Đây là khoảng 818, địa chỉ 818 của đường 3 tháng 10 rồi, thuộc xã Vĩnh Thạnh đó rồi. Đây, vị trí ngã ba này thì đi vào bệnh viện giao thông vận tải, vào ga Phú Vinh khi xưa, ga đầu tiên ở Nha Trang. Dạ,
ngay vị trí này là cây số 5, ngã ba chợ ga của xã Vĩnh Thạnh. Lấy con bịch bánh mì ăn ru sữa. Khu vực gần chợ ghe của xã Vĩnh Thạnh. Đây là con đường này là đường thuộc đường trung tâm xã quý vị. Đường trung tâm xã của xã Vĩnh Thạnh. Và nó cũng gần trung tâm xã luôn. Gần chợ, gần công an, ủy ban. Nho này có hạt không? Nho hả? Đó. Không hạt. Nhiêu ký vậy? Lấy nửa ký đi. Đây bán cam quýt. Quýt Thái. Quýt Thái nhiêu ký vậy? Dạ, 35 ngàn. 35. 35 ngàn lấy mấy anh? Rồi lấy luôn rồi. Lấy mấy trái tươi tươi á. Trái trung trung thôi, đừng to cũng đừng có nhỏ. Con trái thùng 50 luôn á. Ký 35 ngàn, nửa ký 35, đây nửa ký 15. Đó, buổi chiều có tiết bò nữa không vậy? Chợ này giờ chợ chiều rồi. Anh gói vào số việc đây. Nhiều em. Gói 20. Này máy âm rồi mà bán hoa nhiều ta. 13. Đây 13 rồi. Dạ. Mai 14 hả? Mai bắt đầu mua. Ở đây là chợ ga nè các bạn. Đây vị trí này là ngay cổng chợ ga nè. Đó, bên trong là chợ. Giờ này buổi chiều thì người dân này bán rau củ quả bên ngoài thôi. Ở bên trong chợ thì không có nhóm chợ. Do chợ buổi sáng. Trong chợ buổi sáng. Rau củ quả, thịt cũng có. Trái cây. Hoa, nay 13 âm rồi. Mai 14 là người dân bắt đầu mua hoa, mua trái cây về cúng rồi. Cúng rằm. Nó đoạn này là gần trung tâm xã rồi mình. Gần đây có quán cà phê cũng thoáng, cà phê sông vườn, coffee xanh.
Rồi, anh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Quý vị xem video vui lòng nhấn like cũng như đăng ký chia sẻ để ủng hộ kênh em nhé. Rồi, em xin cảm ơn và chào quý vị các bạn.